trăng tròn là một phần trăng đẹp nhất, sáng nhất. Và hiện nay Lecas cũng đang có một phần trăng tròn rất là đẹp, có sẵn tại cửa hàng, được sử dụng 100% bằng chất liệu da bò lớp 1 và được bảo hành chính hãng trọn đời tại Lecas Leather. Trăng tròn được sử dụng bằng logo kim loại mới, xoay chuyển rất dễ dàng, chắc chắn. Sản phẩm có trang bị hai phần quai sách và quai đeo vai. Khi mở ra, phần lớp lót được sử dụng chất liệu da bò lớp 1. Nội thất bên trong gồm một ngăn chính, một ngăn vách để đồ, một ngăn khóa kéo và cuối cùng là một dây móc thông minh đặc biệt chỉ có trên sản phẩm của Lecas. Phía đằng sau được trang bị thêm một ngăn vách có độ cong mềm mại, các chị có thể để thêm đồ ạ. Cùng một kiểu dáng trăng tròn nhưng có tới 3 kiểu eo khác nhau. Một là kiểu xỏ tay của một quai sách. Cùng với đó mình sẽ có quai dài để các chị có thể sử dụng đeo vai hoặc đeo chéo linh hoạt ạ. Ngoài ra trăng tròn hoàn toàn có thể bỏ quai sách linh hoạt. Thay vì cài sang hai bên để đeo, mình có thể cài lên trên phần miệng để dáng túi trẻ trung hơn và sử dụng đeo vai đeo chéo như bình thường ạ. Hoàn toàn có thể tháo bỏ phần quai sách bằng một thao tác. Sau đó di chuyển phần quai này cài lên trên để ra một dáng trăng tròn năng động trẻ trung. Trăng tròn có kích thước ngang 20cm, cao 16cm, độ rộng đáy là 7cm và mỗi sản phẩm trăng tròn đều được Lecas gửi tặng một chiếc khác da để khác những điều mà mình yêu thích, mong muốn ạ. Trăng tròn có nhiều màu sắc để anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, đi chơi, đi làm, đi du lịch. Sản phẩm có rất nhiều màu sắc cùng nhiều phong cách khác nhau để anh chị dễ dàng lựa chọn. Đặt hàng ngay tại clip này với cú pháp là T20 cách số điện thoại, giá chỉ từ 2.690.000 ạ.